Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Speak Couple, hẹn hò tốc độ. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, và chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình rất là đặc biệt bởi vì mỗi số của chúng tôi sẽ có một nhân vật chính và hai ứng cử viên. Và thông qua vòng hẹn hò với sự hỗ trợ của những công nghệ, cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường đã ngồi vào vị trí của mình rồi, và chúng ta cũng có thể thấy trước mặt là một cô bạn gái, và ở hai căn phòng hai bên thì sẽ có hai chàng trai. Không biết hai chàng trai hai bên kia có nghe giọng chị Tường rõ không? Dạ, nghe rõ chưa? Ok, tốt rồi. Hello, chào em gái. Chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào hai bạn nam và chào mọi người. Em tháo mặt nạ ra đi. Bây giờ có hai chị em mình thôi. Hai anh kia chưa có thấy được đâu. Em tên là Võ Thị Lan My. Em sinh năm 98. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc của em là nhân viên văn phòng, làm bộ phận thu mua. Mình làm công việc này lâu chưa? Sau khi ra trường thì em đã về quê và làm được 1 năm rồi chị. Những cái ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Biết nấu ăn, cũng như là quan tâm tâm lý của mọi người. Còn về nhược điểm thì do em hơi mạnh mẽ, cá tính quá nên là đôi khi mình sẽ thường mang những cái buồn về bản thân mình hơn. Mình đang sống với gia đình hả? Dạ đúng rồi, em đang sống với ba mẹ. Lúc rảnh rỗi ngoài công việc thì mình sẽ làm gì? Ngoài công việc thì vào thời gian rảnh thì em thường trồng hoa hoặc là đi du lịch xe máy cùng với bạn bè. Ủa nhà mình có vườn hả? Có đất hả? Dạ có. Trồng những hoa gì? Trồng hoa hồng hoặc là hướng dương các loại. Wow, còn đi phượt với bạn bè là đi được những đâu rồi? Xa nhất thì em có đi là đi Đà Nẵng với bạn. Đi Đà Nẵng luôn? Dạ. Đi Long Đa? Dạ. Trời ơi, dữ dạ, ha. Đó là hồi đi xa dữ ha. Rồi mình có cái sở thích gì không, đam mê gì không? Thích nấu ăn và thích học những món ăn để nấu. Thích nấu ăn và thích học những món ăn. Hiện tại giờ là ai nấu, nhà mẹ nấu ăn hay là em nấu ăn? Nhà em thì thường là ba nấu ăn, tại vì em đi làm giờ hành chính nên là không có nhiều cơ hội vào bếp. Có đam mê ca hát, nhảy múa, nghệ thuật gì không? Em không đam mê ca hát lắm, chỉ là có thể hát được. Có thể hát được. Hát dạ. Thử một câu, lên một cái chất giọng vài câu cho hai anh hai bên kia lắng nghe cái giọng của mình coi nè. Em xin hát một đoạn ngắn. Ok, một đoạn ngắn thôi. Vỗ tay mấy anh ơi. Bao năm qua cứ sống vô tư, ngây ngô nắng mưa cuộc đời. Giờ thì chờ có anh kề bên, nghe vô nói nghe anh bằng lòng thì em bước qua. Cứ dắt em đi lòng vòng đường nào, tìm về tìm anh khó qua. Ngày ngùng thèn thùng làm chi ngốc ơi, anh đừng đi đâu người ơi. Mình đến với nhau điên, cuộc tình mình ấm nó tự do. Ba má em đã kêu thèm cua dính ai tiền ta sẽ lo. Ôi quá tiền giờ tụi mình là nhân trên đời. Trời ơi, 24 tuổi mà giọng tin giống như kiểu giọng 14 tuổi vậy đó. Rồi, cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Suy nghĩ đơn giản, chỉ cần chân thành với nhau là được rồi. Rồi, thưa quý vị, đó là một vài thông tin cơ bản của bạn nữ ngày hôm nay, bạn Lan My nhé. Và qua những thông tin mà bạn ấy gửi về cho chương trình cũng như là những cái hồ sơ đăng ký, thì chương trình của chúng tôi đã dựa trên một công nghệ đó là AI đã lựa chọn ra cho bạn ấy được hai chàng trai có những cái chỉ số như sau. Mình có thể xem coi họ thích ứng với nhau như thế nào nhé. Em coi nha, đâu là người thích hợp với bạn. Võ Thị Lan My, 24 tuổi. Hiện tại chúng tôi là có tìm được là hai chàng trai, đó là bạn Nguyễn Văn Tuấn, 28 tuổi, và bạn Cổ Thành Chương, 24 tuổi. Bây giờ tạm thời sơ bộ nhìn qua cái hình đồ họa như vậy thì em có ấn tượng gì với hai chàng trai này chưa? Dạ, ấn tượng thì bạn Tuấn sẽ ấn tượng. Tại sao lại là bạn Tuấn là ấn tượng hơn? Tại vì chỉ qua hình ảnh thì cũng thấy được đôi nét, nhưng mà em xét về có thông tin là về tuổi nên là em thích cái tuổi lớn hơn chứ em. Dạ, không thích người bằng tuổi. Dạ. Tại sao, bằng tuổi nó cũng vui mà. Cái tuổi đâu có nó lên vấn đề gì đâu em. Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà có người lớn tuổi hơn thì mình thì em vẫn sẽ chọn, ưu tiên không? Hơn. Rồi ok, bây giờ có tò mò không, muốn chị Tường qua bên kia chị Tường coi cái bạn Tuấn này ở ngoài thực tế bạn như thế nào, rồi chị về chị miêu tả cho em nghe được không? Dạ. Rồi để em ngồi đây em tin tưởng tôi, để tôi qua tôi coi. Tuấn ơi, dạ, em chào chị Cát Tường. Chào Tuấn nha.
28 tuổi hả Tuấn? Dạ vâng em. Rồi vài cái thông tin sơ bộ của em thì chị Tường nghe coi nè. Em là đang làm công việc gì, rồi quê quán ở đâu? Dạ chị, em làm công việc kinh doanh tự do. Em đang là chủ cửa hàng Sơn. Và em quê ở Thái Bình. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào cũng được 10 năm. Vào 10 năm rồi, hiện tại mình đang sống với ai, sống ở đâu em? Dạ em ở Tân Phú chị. Và có mẹ em với em gái, em trai em nữa. À, coi như là cả gia đình mình vào đây hết luôn rồi, đúng không? Dạ. Rồi thì trong cuộc sống thì hồi nãy giờ em nghe rõ thông tin bạn nữ không? Dạ em nghe rõ. Rồi, thế còn bản thân mình thì những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của mình là như thế nào? Em chia sẻ luôn. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, không hút thuốc, không rượu bia. Khuyết điểm của em là ít nói và yếu kém trong giao tiếp. Quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em là hai người biết quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Rồi những cái lúc mà rảnh rỗi thì em làm gì ngoài công việc của mình? Công việc của em lúc rảnh rỗi thì em đi bơi. Bao lâu mới đi bơi được một lần? Thường thường là vào ngày nghỉ, những ngày nghỉ mùa tháng 5 hoặc bơi cho khỏe ha. Dạ. Em mốt có bạn gái hàng tuần rủ bạn gái đi bơi luôn ha. Dạ. Rồi với quan niệm về cái tình yêu thì có cái gì nó đặc biệt hơn? Em có cái yêu cầu gì hay là cái suy nghĩ như thế nào về cái tình yêu mà mình mong muốn? Cả hai đều biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau để cùng nhau vun đắp gia đình. Thế nãy giờ mình nghe những cái thông tin của bạn nữ bên kia đó thì sơ bộ em có thấy là cái gì đó nó phù hợp, nó xao xuyến, nó rung động gì chưa? Đã có trùng khớp. Về tuổi tác thì em thấy ổn không? Chứ một bên đó bạn đó là tạm thời là ấn tượng với em vì là em là lớn hơn bạn đó 4 tuổi ha. Đó, bạn kia 24, bên này 28, còn em thấy sao? Dạ thì em thấy là độ tuổi đấy cũng phù hợp với em chị. Rồi, để từ từ rồi mình tìm hiểu thêm nha. Một lát chị sẽ cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau. Rồi thì chị về báo cáo tình hình lại cái nghe không cưng, nghe không cưng? Nghe rõ không? Dạ. Rồi thấy sao? Giọng bạn nghe rất là hay. Tưởng ta cũng ngon lành lắm á nha. Cao ráo nha, dân có thể thao, có tập bơi nha. Nè, mai mốt phải đi tập bơi nha. Được không? Dạ được. Rồi bây giờ còn lại anh chàng bên đây là anh Trương. Bây giờ chị cũng qua tìm hiểu luôn cho em nghe nha. Dạ. Trương ơi, Trương ơi. Dạ chị. Hello, xin chào Trương. Dạ em chào chị Tường. Đâu tháo mặt nạ đó tôi nhìn cái coi nào. Xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Trời dễ thương quá. Đang làm gì cưng, công việc gì, ở đâu? Dạ em tên là Cỏ Thành Trương. Năm nay em 24 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Long An. Quê Long An, làm việc Long An luôn. Dạ. Là hôm nay chạy lên đây ghi hình thôi. Dạ. Làm công việc gì ở Long An? Dạ công việc hiện tại của em là đang kinh doanh vận tải và kiêm luôn tài xế. Kinh doanh là kinh doanh sao? Dạ kiểu như là xe tải mình mua rồi mình chặn chở hàng cho người khác. Wow. Mua xe lâu chưa? Dạ em mới mua được 1 năm thôi chị. Nhưng mà thời gian tới nếu mà làm ổn thì chắc có thể là em sẽ sắm xe thêm. Sắm thêm là dạ. Mình thuê tài xế. Dạ. Ngon lành, ông chủ còn trẻ măng ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Siêng năng cho công việc và có hơi nóng tính chứ. Trời ơi, tài xế mà sao nóng tính, ôm vô lăng mà nóng tính sao được? Nóng tính cho công việc thôi chị. Thôi chứ ôm vô lăng là không được nóng tính à. Em là một người có trách nhiệm với công việc nên là việc nào mà ví dụ như không giữ ý mình thì có thể là gây cho bản thân mình tự bực bội. Còn điểm yếu của em là hơi rụt rè và hơi nhát. Rồi quan điểm trong tình yêu của em là như thế nào? Em chỉ cần quan tâm, biết lắng nghe, chia sẻ là được. Có yêu cầu gì không? Yêu cầu thì cũng có, em chỉ thích bộ bạn gái về mặt tính cách hơn. Thẳng thắn, cởi mở. Ví dụ như nếu như có xích mích gì thì cùng nhau ngồi lại nói chuyện, trao đổi để có thể hiểu nhau hơn. Chứ không phải đến khi có chuyện gì em lặng, kiểu như chiến tranh lạnh đó chị. Xa nha, kiểu vậy em không thích. Nãy giờ nghe những thông tin bạn gái thì em có cảm xúc gì chưa? Dạ cũng có. Có làm sao nói chị nghe coi nè. Thì cũng dạng như là cũng gần, ở Tiền Giang thì cũng gần ở Long An. Dạ. Còn công việc thì cũng ổn định. Rồi, ok, vậy được rồi. Chị sẽ hy vọng hôm nay tụi em cũng sẽ có cái gì đó nó vui vui mang về ha. Dạ. Rồi, cảm ơn, đợi chị Tường nha. Đó, bây giờ sao? Qua những cái thông tin mà hai bạn nam đưa ra đó thì chị Tường thấy là bạn Trương đó, thì theo cái thông số của chương trình mà phân tích đó thì thấy là có cái độ tương thích với em là khoảng 88%. Dạ. Số này là số cao đó nha. Dạ đúng rồi, khi mà em nghe những thông tin từ bạn Trương thì em cũng cảm thấy độ tương thích cũng khá là cao. Ok, bây giờ mình sẽ cùng phân tích nha, để cho em nắm thêm. Cái này là hoàn toàn là bằng máy móc nha. Còn cảm xúc của em thì em cứ việc phân tích, lát thì em mình tính sao. Cái này là máy móc nè. Thì đối với cái bạn Trương đó, là bạn Trương là 24 tuổi ở Long An nè, là làm ông chủ nè, có xe vận tải nè. Đó, thì là độ tương thích với em là 88%. Trong đó khoảng cách là 100%, nghề nghiệp là 70%, sở thích là 90%. Trời ơi, cái app này nó hay ghê ha. Quan điểm là 80%,
hình mẫu là 100%. Trời ơi, ai mẫu ai 100% rồi. Với cái biểu đồ tình yêu phân tích như vậy em thấy sao với những cái con số đó? Em thấy thì những con số rất là cao và có vẻ rất là hợp về khoảng cách. Là sao? Nghĩa là nếu mà hai người có yêu nhau rồi thì về khoảng cách thì nó cũng sẽ có một phần ảnh hưởng. Nếu mà đã gần nhau thì dễ dàng thường hẹn hò hoặc là cùng nhau chơi, hoặc là sẽ có những vấn đề sẽ phát sinh ra để mình hiểu nhau hơn. Thì bây giờ chị cho cái cơ hội để cho hai bạn nói chuyện với nhau nha. Đây, trong đây nói là bây giờ là khoảng cách thì mình biết rồi ha. Dạ. Bây giờ bên đây nói là, bây giờ chị nói là cái sở thích đi. Sở thích là hai bạn tương thích với nhau 90%. Đâu bây giờ Trương với em là nói cho nhau nghe cái sở thích của mình coi nó có trùng khớp không. Mà sao cái máy này, cái biểu đồ này nó lên tới 90% dữ vậy? Sở thích của em thì hay thích đi đi chơi xa chị. Ồ, hồi nãy em nói em thích đi phượt. Dạ, đúng rồi. Ngoài công việc thì giờ thời gian rảnh thì em thường trồng hoa hoặc là đi du lịch xe máy cùng với bạn bè. Xa nhất thì em có đi là đi Đà Nẵng với bạn. Rồi hỏi đâu hai bạn nói chuyện với nhau đi. Rồi anh em đi trời, lâu lâu mới được trực tiếp mà bạn cái gì nữa Trương ơi. Dạ. Tự tin lên Trương ơi. Nếu mà anh làm tài xế thì có vẻ như anh vẫn tay lái và đi chơi cũng nhiều đúng không anh? Đi thì anh cũng đi nhiều, anh đi từ Bắc ra Nam lận. Nhưng mà anh đi bằng phương tiện gì? Ngày xưa anh làm sale thì anh đi bằng máy bay. Vừa làm sale vừa làm vừa đi chơi. Giờ là anh đi xe tải. Em đi không? Xe tải có cái ghế phụ lái ghế bên kia đó. Chạy từ Bắc tới Nam luôn. Anh cho em đi xe tải chung anh. Anh cũng đang nhận lơ xe đây em. Anh cũng đang nhận lơ xe đây em. Trời ơi, quá vậy là hợp quá rồi. Vậy là đúng á ngang. Cái vụ mà sở thích 90% là đúng. Vậy còn cái vụ quan điểm, quan điểm 80%. Quan điểm thì em thấy khoảng cách thì nó cũng khá là quan trọng. Tại vì công việc thì ban ngày ai cũng bận thì cũng không nói gì. Thì tối thì em rảnh, có thể xuống nhà bạn hoặc là xuống gần nhà ở khu Tiền Giang đó đi ăn đi uống hay gì này kia đều được. Dạ cũng được, nếu bạn có lòng đi vậy thì em cũng sẵn lòng ra tiếp đón bạn. Bây giờ tôi đang hỏi quan điểm tình yêu á. Quan điểm tình yêu, coi cái quan điểm tình yêu của hai bạn sao mà tương thích với nhau tới 80%. Anh thích người bạn gái thế nào anh ơi? Anh lúc nãy anh cũng có chia sẻ rồi. Thì anh chỉ thích bảo bạn gái thẳng thắn, cởi mở thôi. Nếu có cái gì thì cũng cùng nhau kể, nói cho nhau nghe. Chứ không phải cứ im lặng vậy cũng không giải quyết được gì. Em cũng có suy nghĩ giống như vậy để cùng nhau giải quyết được. Cái gì cũng có suy nghĩ giống như vậy, chưa gặp mà cái gì cũng giống như vậy. Rồi bây giờ cái này mới quan trọng nè. Ngoại hình, hình mẫu mà 100%. Ủa, gu của Trương thích người sao rồi, gu của em thích người sao mà nó tới 100% tương thích vậy? Có thể là hơi nhỏ con một xíu, cao thì dưới 1m6, cân nặng thì khoảng 50kg. Còn gu em sao? Em thì em thích mấy bạn có da có thịt hơi tròn hơn tí. Thân hình hơi gầy một tí. Đề nghị ăn bồi dưỡng thêm. Về ăn uống thì mấy bạn đó sẽ rất là thoải mái. Nhìn vào những người có da có thịt thì nhìn có vẻ rộng rãi. Rồi em còn muốn em có da có thịt nữa hả? Bớt lại, người ta có da có thịt được rồi nha. Cho nên chị nói rồi, mấy cái app này nó nói vậy thôi mà có đúng có sai, ăn thua là tụi em phải tự cảm nhận nha. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu được ha. Vậy là cái tính ra biểu đồ tình yêu này nó cũng hay á quý vị, đúng không quý vị? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bạn trai còn lại nha, đó là bạn Tuấn ha, để xem coi cái biểu đồ tình yêu này nó để là em với bạn Tuấn sẽ thích ứng với nhau được bao nhiêu nha. Biểu đồ tình yêu tương thích 82%. Mà con số lớn ấn tượng phải không em? Dạ đúng. Trời ơi, hình mẫu cũng 100% luôn. Tôi tò mò vụ này lắm. Ủa, hình mẫu của em như thế nào Tuấn? Bây giờ Tuấn sẽ trò chuyện với bạn gái thử xem nè. Thì mẫu ngoại hình bạn gái thì em muốn bạn gái đầy đặn một xíu. Em thích bạn trai cũng đầy đặn một xíu phải không? Dạ đúng rồi. Hai người thích búp phải không? Hèn chi tôi thấy là hình mẫu 100% nè. Rồi còn cái quan điểm về tình yêu 85%. Đối với bạn gái thì em muốn bạn gái chung thủy và biết chăm lo cho gia đình. Em thì về quan điểm tình yêu là cũng thích người chung thủy. Hèn chi chung thủy chăm lo cho gia đình ha, nên cũng trùng khớp ha. Bên kia là nghề nghiệp hồi nãy là mình cũng kinh doanh ha em ha. Dạ em kinh doanh ngành sơn. Đó, kinh doanh. Anh làm đó lâu chưa anh ơi? Anh làm đó cũng lâu rồi em, cũng khoảng độ 8 năm rồi. Và trong thời gian mới đây thì anh sẽ mở thêm một cửa hàng mới. Chị thấy về cái sở thích thì hai bạn cũng con số tương thích cũng khá lớn nè. Sở thích là đến 80%. Thì không biết là đó là những cái sở thích nổi bật của hai bạn mình trao đổi với nhau, coi anh thích gì em thích gì, coi nó tại sao mà nó lại ra được cái con số 80% nè.
Vậy do anh kinh doanh thì thời gian rảnh anh thường làm gì vậy anh? Thời gian rảnh thường là buổi tối thì anh làm buổi bơi, chơi thể thao nữa. Anh có hay ra ngoài chơi gặp gỡ bạn bè không anh ơi? Anh cũng có, buổi tối ngày chủ nhật là thường thường gặp bạn bè đi uống cà phê. Vậy về sở thích thì em cũng thích ra ngoài giao tiếp hoặc là gặp gỡ bạn bè, chỉ giải trí cuối tuần thôi. Vậy là cũng hợp rồi, đúng không? Dạ. Về khoảng cách, Tuấn ơi, nếu mà mình quen nhau thì mình định là hẹn hò nhau sao? Cho nên cái này là nó có hơi chút trở ngại đó ngàn, nó cách nhau tới mấy chục cây số, 70-80 cây số đó nè. Dạ thì có thể là một tháng sẽ gặp nhau 1-2 lần chị ạ, em sẽ xuống Tiền Giang. Nếu mà quen lâu thì em cũng có thể lên Sài Gòn chơi cũng được. Trời ơi, chưa gì mà cổ đòi như theo trai rồi ha. Ok rồi, cũng được. Vậy thì chị thấy là biểu đồ tình yêu này nó đưa ra con số của em với Tuấn là cũng phù hợp luôn. Nhưng mà theo như cái kiểu của cái biểu đồ này thì Tuấn rất là hợp, nhưng dù sao cũng thua chương mấy phần trăm đó nha. Thua về phần trăm, về khoảng cách. Ồ, thua phần trăm. À, em cũng thấy là bên kia thuận lợi hơn đúng không? Long An, Tiền Giang nó sắp đáp danh phải không? Còn lên thành phố nó còn kẹt thằng Long An nằm chính giữa đúng không? Rồi, kiểu như em muốn tay mà qua tới ông Tuấn là phải kẹt lại ông Trương chính giữa. Trời, kỳ ta. Được rồi. Thế thì bây giờ về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chỉ có một mối tình hồi lúc sinh viên thôi. Một sau khi ra trường thì do em về quê sinh sống nên là cách xa nhau về địa lý, nên là thành ra hai người quyết định chia tay. Tự nhiên nó không hợp thì chị thấy nó cũng chưa có cái lý do gì sâu xa không? Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp thì em sẽ quyết định ở Sài Gòn và cùng nhau làm đó, nhưng mà em đã quyết định về quê. Và bạn đó cũng không có là níu kéo hoặc là mong muốn em sẽ ở lại. Hoặc là nếu em có về rồi thì bạn đó cũng không có vẽ xuống thăm, xuống Tiền Giang để chơi là... Ủa, nếu mà lấy nhau sao gọi là chơi được? Nếu mà lấy nhau là ý là... Lúc mà còn quen trước lúc chia tay vậy. Nên là không phù hợp, là do bạn ấy cũng chưa quyết định được chính xác là sẽ tiếp tục quen em hay không. Kỳ vậy, mà quen nhau mấy năm? 3 năm mấy, 4 năm. Thì sao mình không bắt rễ luôn? Nhà em vẫn chấp nhận bắt rễ nhưng mà do bạn đó không chịu. Mà sao em không chịu ở lại trên này, ví dụ lấy chồng phải theo chồng, không ở lại trên này mà đi theo ba mẹ về dưới? Do một là cũng về dưới, do ở gần cha mẹ 1-2 năm thì có thể dẫn lấy chồng sẽ dẫn quyết định lên Sài Gòn lại được. Nhưng mà sau khi em học trên đây cũng đã 4 năm, em muốn về ở với nhà 1-2 năm rồi sau đó đi lấy chồng vẫn không muộn. Nói chung là tình yêu chưa có đủ lớn. Dạ cũng đúng có không? Thể. Chứ nếu mà đủ lớn rồi thì là không có chờ đợi gì trơn. Đúng không em? Dạ. Phải không em? Thế này là cho nên là xa mặt cách lòng đúng không? Dạ. Thế còn Trương ơi, Trương thì tình trường mình sao Trương? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Dạ mối tình thứ hai là mối tình lâu nhất mà cũng là mối tình em ghim nhất. Mối tình đã kéo dài bao lâu? Dạ gần 3 năm. 3 năm. Dạ. Rồi mối tình em yêu nhất rồi sao mà chia tay? Dạ là lý do là em bị cấm sừng. Hả? Em bị cấm sừng. À em yêu thôi chứ không phải ta yêu em hả? Nhớ thương làm sao xóa, hóa ra là mất nhau. Dạ nó cũng nói chung thì cái đó thì em cảm nhận được thì em thấy là bạn đó không có tình cảm gì với em. Mà em có bắt gặp tại trận không hay là ai nói em nghe? Em thấy hình chị. Thấy hình ở đâu? Bạn trai kia up lên Facebook. Rồi em có hỏi bạn gái không hay là em? Em có hỏi nhưng mà bạn nó nói là tại vì do là mấy người trong công ty cũ thấp bạn đó, hai bạn đó chụp hình nắm tay nhau. Nhưng mà rồi lúc chia tay thì có níu kéo gì bạn đó, có níu kéo hay có xin lỗi năn nỉ gì không hay là cũng có chị, nhưng mà em không đồng ý. Buồn dữ không, bị cấm sừng buồn dữ không? Nói chung buồn thì không buồn nhưng mà tại vì tiếc thời gian gần ba năm thôi chị. Gần 3 năm luôn ha. Dạ. Thôi được rồi, biết đâu giờ có tình mới. Thế còn Tuấn ơi, tình trường mình sao Tuấn? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Cái gì? 28 tuổi mà chưa mối tình nào? Dạ, tại vì là em lo cho công việc nó ổn định trước rồi em mới tính chuyện lập gia đình chị. Nhưng mà không lẽ đó giờ chưa thích ai hết trơn, không chưa để ý ai hết trơn hả? Dạ chưa chị. Cũng không ai để ý em, không ai cua em luôn hả? Dạ, tại vì là do công việc của em là nó cứ xoay quanh công việc suốt cho nên là em chỉ tiếp xúc với bạn nam thôi, không có tiếp xúc với nữ thì nên là chưa có thôi. Rồi vậy mình có hôn ai bao giờ chưa? Dạ chưa chị ạ. Dạ chưa chị ạ. Có nắm tay ai bao giờ chưa? Dạ chưa nắm tay luôn chị. Trời ơi, lát chị cho em nắm tay chị mở hàng hơn lắm nha không? Dạ. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Ủa vậy em có cái tật xấu gì không mà tại sao không ai không nói chị nghe coi?
Dạ, tật xấu của em là em chỉ có ngủ trưa nhiều chị. Ngủ trưa? Dạ. Ngủ trưa thì cũng đâu có gì đâu xấu, mình sắp xếp công việc mình tốt vậy thôi à. Ủa nhưng mà mình có thích con gái không em? Dạ có chị. Mình gặp bạn gái mình có rung động gì không em? Dạ có. Nghe ảnh chia sẻ vậy em cảm thấy như thế nào? Có vẻ ảnh nguyên thủy quá. Có vẻ ảnh nguyên thủy quá. Nguyên thủy? Nguyên thủy là sao? Ý là còn hoang sơ quá hả em? Thì đúng rồi. Trong trắng trinh nguyên quá hả em? Dạ đúng rồi. Em có thích người vậy không? Cũng không hẳn bắt buộc là phải có được tình trường. Và cũng không bắt buộc là phải không có. Nhưng mà thí dụ giờ ảnh chưa có tình trường rồi, mà thí dụ em và ảnh quen nhau, ảnh rụt rè, ảnh nhút nhát, hoặc ảnh không biết làm sao, thì em có dám gọi là hướng dẫn cho ảnh không? Em không cần hướng dẫn nhiều, chỉ cần mở lời một hai lời là anh mong anh cũng có thể hiểu. Mong anh cũng có thể hiểu nha anh nha. 28 tuổi anh chưa có mối tình là anh hơi chậm nha anh Tuấn. Rồi thì đó là một chút xíu những thông tin về tình yêu ha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có những cái nhiều khi mình nói đó nó cũng ngượng miệng lắm. Bây giờ mình đang có cái ứng dụng trên Sweet Couple đó, bây giờ mình nhắn tin cho nhau được không? Trò chuyện riêng tư với nhau được không? Dạ được. Rồi thì bây giờ Cát Tường xin thông báo với quý vị, đây là cái vòng gọi là vòng trò chuyện riêng tư. Kính thưa quý vị, đến cái phần này thì những người tham gia chương trình sẽ sử dụng cái việc là nhắn tin với nhau. Tính năng chat là các bạn sẽ sử dụng tính năng chat của ứng dụng Sweet Couple để mà trò chuyện riêng với nhau, giúp kéo gần cái khoảng cách nhau hơn và xóa bỏ cái sự là ngượng ngùng, mà chúng ta có thể hiểu được nhau hơn bằng tin nhắn nha. Đó thì bây giờ bạn nữ sẽ là người chủ động nè bạn, tại vì hôm nay em rất là may mắn là mình là nhân vật chính, mình có tới hai chàng trai lẫn. Một lát nữa em sẽ được chọn lựa. Và bây giờ sẽ cho các bạn 2 phút để trò chuyện riêng với từng người. Trong cái app này là đã được matching với nhau rồi. Bây giờ em có nhìn thấy hai chàng trai kia rồi đúng không? Yeah. Bây giờ em muốn chat với bạn nào trước thì em sẽ chat. Đó. Rồi em cứ thoải mái đi. Hai anh. Trời ơi. Ủa em vẫn cương quyết bắt rẻ em. Anh nếu ơi, có thể. Em đang nhắn với anh nào vậy? Anh Trương hả? Không, điều này đúng mà. Tại thật sự bây giờ có gì đâu mà các bạn nam phải phân dân. Ở đâu mà tiện là được, đúng không? Lấy được vợ có điều kiện đó là một niềm hạnh phúc và sung sướng. Trừ khi chúng ta mà có những cái suy nghĩ xấu, chúng ta muốn đào mỏ hay là chúng ta muốn dựa dẫm gì đó, cái đó mới được đáng lên án. Còn may mắn lấy được một người vợ mà thông minh, giỏi giang hoặc có thể hỗ trợ được cho mình, đó là điều quá tốt, không có gì phải ngần ngại cả. Tại sao mình không tiến tới luôn đi rồi mình phải hỏi người ta làm chi vậy? Em sợ hỏi nhiều quá. Trời ơi đâu có không sao. Không để bạn chủ động nữa. Có 2 phút hả em? Mình chọn lựa mà thì mình phải hỏi chứ. Anh muốn hỏi em, nếu sau này mình có 2 con, mình sẽ khắc phục kinh tế như thế nào? Chà, để tôi suy nghĩ, câu hỏi anh này cũng lạ quá ta. Thì em muốn khắc phục kinh tế làm sao? Ủa sao hỏi cổ? Anh có sức đẻ, anh phải tự tính chứ. Anh hỏi người ta phụ nữ hay kêu người ta cải thiện kinh tế sao? Sao chứ? Hả? Đẻ 2 con hả? Vừa cũng cải thiện sao hả? Ủa em phải nuôi vợ nuôi con chứ chứ. Không ý em à, cái kinh tế thôi chị. Cái kinh tế là thì sao? em phải nuôi là chắc chắn em phải nuôi. Thì rồi thì em hỏi người ta muốn cải thiện kinh tế sao là ý em sao? Kiểu là cái kinh tế thể sẽ kiểu chi tiêu như thế nào á. Vậy thì em phải dùng cái từ là em phải quản lý tài chính làm sao. Tự nhiên hỏi cải thiện kinh tế như sao, giống như hỏi giờ anh muốn đẻ 2 con em có tiền nuôi không vậy đó. Tào lao quá ông ơi, câu hỏi em kỳ. Em nhắn nhầm phải không? Mà chị Tường nói đúng không? Dạ, đúng ý rồi. Em là vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Em sẽ cố gắng quản lý tiền bạc để gia đình không khó khăn kinh tế. Anh đã hỏi dở nhưng mà cô trả lời rất hay nha quý vị. Ta trả lời vậy chịu không? Thấy không? Bởi vậy lần sau hỏi cô đó tôi nghe tôi còn nhột nữa. Giống như kiểu chưa chơi muốn mượn tiền tôi vậy đó. Hoang mang với cái anh chàng 24 tuổi này quá. Câu đầu định mượn tiền đẻ. Câu này. Nếu sau này mình ở chung với nhau, anh có mắc sai lầm em có tha thứ cho anh không? Định gắm sừng tay vậy? Dạ không có. Hả? Chứ mắc sai lầm gì? Kiểu như là ai cũng mắc sai lầm hết chị, nên là mình hỏi họ trước. Sai lầm thì phải là sai lầm gì mới được. Thí dụ anh cái gì là sau này, ví dụ như lỡ anh có làm ăn thua lỗ thì em có bên cạnh anh để cùng vượt qua không? Tự nhiên chưa cưới mà sau này hai đứa mình ở chung, anh có mắc sai lầm, em có tha thứ cho anh không? Là tôi hình dung tới ông cắm sừng người ta đó. Tôi hình dung tới ông cắm sừng người ta đó. Đâu có. Ông ra ngoài ông mèo mỡ đó. Tại ông bị cắm sừng rồi, ông giờ đừng đổ lên vợ mình nha. Phải cho rõ nha. Dạ.
Trời ơi. Mà lỗi lầm là ví dụ em mắc lỗi gì em nói chị nghe coi. Thì kiểu như là đi làm trong đi chỉ lo đi làm thôi. Thì đó không là anh vô nên. Tâm với yeah, em yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà em yên tâm đi. Phụ nữ là cái lỗi gì cũng có thể bỏ qua. Trừ khi cắm sừng người ta, người ta mới hận hoài thôi. Dạ yeah. Nha. Trời ơi nhạy cảm quá. Chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng rồi. Hết 2 phút rồi đó nha quý vị. Xin chấm dứt dùm cho cặp đôi bên này. Bây giờ quay tới bên kia. Mà cho trước khi qua bên kia để cho anh hoàn hồn lại một chút. Sao em thấy mấy câu hỏi của anh sắp không? Cũng có thể là do anh Duyên Đạt chưa tới hết những cái suy nghĩ bên trong. Chỉ là hỏi sơ bên ngoài thôi. Anh hỏi sâu đó. Chị thấy chân thành á, thấy dễ thương á. Biết em thấy sao chứ chị thấy là anh này là có kiểu như nghiêm túc. Dạ. Tính tới chuyện tương lai nên người ta mới hỏi những cái chuyện. Không có hỏi gì hiện tại, toàn là hỏi nếu lấy nhau, nếu ở với nhau không à. Rõ ràng là người ta muốn lấy. Dạ. Rồi bây giờ xóa anh nó qua bên đi. Bây giờ qua tới anh Tuấn. Ok chưa? Dạ. Rồi mời Tuấn. Chúng ta có 2 phút nhắn tin cho nhau. Bắt đầu. Hai gì nữa vô luôn đi. Anh có ngại yêu xa không? Anh không ngại yêu xa. Anh không ngại yêu xa. Nếu như chồng tương lai của em là người đạo Công giáo thì em có theo không? Vì thời gian anh dành cho công việc cũng nhiều, những ngày lễ Tết anh có thể xuống Tiền Giang chơi không? Những ngày lễ Tết anh sẽ xuống đó với em. À, may quá cái câu trên mới là quan trọng, thấy chưa? Dạ có thể, vì hiện tại em không có theo tôn giáo. Tại vì theo như chị biết mà, đạo Công giáo mà không theo đạo cũng khó phải không? Dạ đúng rồi, khó chứ. Mà vậy là được đúng không? Dạ. Cô không có đạo, cô theo mình là vẫn ok chứ gì? Dạ dạ. Vậy là quá tốt rồi, tiếp đi tiếp đi. Dạ, dạ. Giải quyết được một vấn đề rồi nè. Yêu xa thì không quan tâm nè, có đạo là được nè. Có 2 phút mà còn quên cái suy nghĩ nữa. Để bên đây hỏi. Hỏi đi em, tấn công. Anh nghĩ sao về việc sống thử trước hôn nhân? Câu đó là không phải là do mình có vấn đề đó hay không mà mình ngại mình hỏi trước. Nhưng mà để cho người ta có suy nghĩ về những ví dụ như mình biết cái suy nghĩ của người ta. Biết cái suy nghĩ người ta là còn phải bắt buộc trước kết hôn là sẽ không có những chuyện anh em nữ xảy ra hay không. Ừ. Nhưng mà anh theo tôn giáo thì chắc là anh suy nghĩ hơi khó một tí. À, tại vì ảnh hỏi cái câu tôn giáo nên em mới hỏi là ảnh câu đó đó phải dạ. Không? Em sợ là những người ta khắc khe về cái chuyện đó trước hôn nhân đó phải không? Theo anh thấy thì mình cũng nên tìm hiểu trước là có hay không. Vô thẳng vấn đề. Ừ, đúng, là có thể hay không thể anh. Nếu như sau này chẳng may anh làm ăn thua lỗ thì em sẽ cùng anh vượt qua chứ. Ok anh, đơn giản ngắn gọn vậy thôi. Hết 2 phút rồi, trời căng thẳng quá. Một bên thì hỏi về cuộc sống tương lai, gia đình, sinh con, đẻ cái. Còn ngược lại bạn Tuấn thì lại hỏi, và bạn này thì lại hỏi về những vấn đề đang hiện tại. Đang yêu xa như thế nào, quan điểm về sống thử như thế nào. Cũng hay, mỗi người hỏi một cái khía cạnh khác thì mình sẽ hiểu được nhau nhiều hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến vòng 3 của chương trình. Đó chính là vòng thử cảm xúc. Bây giờ thì chị Tường vẫn sẽ cho bạn Trương qua trước nha. Dạ. Anh trai. Rồi qua làm gì làm dạ. Đi chứ phải qua đi ngồi đâu trời. Thấy anh kỷ niệm. Dạ, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ khiêu vũ với người yêu. Đó là thử thách của em. Khiêu vũ với người yêu. Xin mời hai bạn. Âm nhạc. Ủa anh ở huyện nào vậy? Anh ở Cần Giuộc. Cần Giuộc hả? Em ở đâu? Anh ở Châu Thành á. Châu Thành. Anh cũng không quan trọng nhiều quan trọng lắm. Mà anh cũng có nói nè. Ủa anh chạy xe là buồn. Nhảy mình ôm sát sát. Anh thường đi chơi em vậy? Lúc trước thì cũng có. Mà từ từ bạn bè nó có vợ có gửi. Rồi với anh cũng ở nhà nó không có chồng. Anh có gửi anh có đi không? Thì có gửi chắc chắn phải đi rồi. Thôi được rồi. Bây giờ nói tới chiều cũng không hết chuyện. Được rồi. Cầm quà đi. Rồi về phòng đi em. Về phòng đi, chị sẽ phỏng vấn em sau nha. Coi cảm xúc em như thế nào nha. Bây giờ cái căn phòng này nó đang nóng lên rồi. Tôi sẽ tiếp tục mời luôn bạn Tuấn sang đây. Tuấn đeo mặt nạ chưa? Dạ, em đeo rồi ạ. Mời Tuấn sang đây. Mời Tuấn. Thử thách của hai bạn đó chính là thì thầm bên tai và nói lời đường mật với nhau. Làm được không em? Dạ, em được. Rung không? Rung. Làm đi. Chưa nắm tay ai bao giờ đó. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Em gửi lại anh món quà làm kỷ niệm. Đối với anh thì hoa hồng là tượng trưng cho sắc đẹp của người phụ nữ. Nên anh
mang hoa hồng đến để tặng em để thể hiện sự trân trọng của anh đối với người con gái mà hôm nay anh gặp. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Bỏ xuống, bỏ xuống, hai bạn đứng lên. Đó, đứng lên cho thầy thành massage đó cưng, nó cấn cái ghế. Đó, rồi nói đi. Trời, tao ôm eo chứ mày ôm vai, dịnh vai đâu, phải massage vai đâu trời. Hôm nay chúng ta đến đây gặp nhau, đây nó là một cái duyên. Thì anh cũng mong rằng chúng ta sẽ trao nhau cơ hội để anh được cơ hội để bên em và yêu thương em, chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Dạ rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian Kiều Vũ hồi nãy ta ôm chặt lắm, ôm vô sát vô. Anh chấp nhận cho người yêu thường xuyên về thăm nhà không? Rồi đó thì anh sẽ đi cùng em, chờ em đi, đến những người em thích. Nhưng mà anh thường nhiều quê không? Thì thường thường gọi là Tết anh về thôi. Thì em có thường xuyên lên thành phố cho mình không? Chưa nắm tay phụ nữ bao giờ nè, đó trời. Dạ cũng có thường xuyên lên Sài Gòn, em hay lên chơi thăm bạn đại học trên đây, lúc sớm học trên đây. Thôi được rồi, hết giờ rồi, lúc cho ôm rồi, về phòng ngồi. Cảm xúc như thế nào? Nói chị Tường nghe thôi. Cảm xúc của em thì cũng đang rất là có chút rung động. Rung động với anh nào? Còn đang suy nghĩ. Rung động cả hai. Tham quá. Giờ bình tĩnh nha, ngồi dạ. Suy nghĩ nha. Giờ chị xíu chị qua chị phỏng vấn hai anh kia một cái nha. Dạ. Em ngồi em suy nghĩ kỹ lại nha. Em coi lại cảm xúc của mình như thế nào nha. Dạ. Chút xíu nữa là chọn đó. Sao chưa? Dạ. Nãy cảm xúc em sao? Dạ, hơi rung. Hơi rung. Nhưng mà cũng thấy bạn nói chuyện cũng dễ thương. Dễ thương, nhưng dạ. Mà có rung động không? Rung là tại vì mình tiếp xúc với một người lạ. Phải nữ thì mình rung, nhưng mà vấn đề là cái trái tim mình nó có rộn ràng gì không? Dạ cũng có chút chút đi. Rồi, ngồi suy nghĩ đi. Chị qua phỏng vấn bên kia rồi mỗi bạn sẽ rồi thuyết phục bạn nữ. Dạ. Một câu nữa thôi. Bạn đó chọn ai thì tùy duyên của người đó nha. Dạ, dạ. Chị Tường cũng cố gắng hết sức rồi. Chị dạ. Tường công bằng như nhau nha. Dạ, dạ. Rồi, mở mặt nạ đi em. Trời ơi, bà Mai này hơi cực cả. Rồi, cảm xúc của Cường sao? Em hơi rung. Rung? Dạ, hồi hộp. Nắm tay bạn nữ lần đầu tiên phải không? Dạ. Ôm lần đầu tiên luôn phải không? Dạ, đúng rồi. Có thích không? Dạ, có. Cảm giác rất là ấm áp. Rất là ấm áp. Dạ, đúng rồi. Rồi, thế thì bây giờ mỗi bạn sẽ, chỉ cho mỗi bạn nam sẽ gọi là thuyết phục bạn nữ thêm một vài câu nữa thôi. Để bạn nữ quyết định chọn mình. Đây là cuối cùng luôn rồi. Bây giờ bạn nữ chọn người nào thì anh đó sẽ ở lại, còn không được chọn thì chúng ta coi như hôm nay gặp nhau cho vui, quen biết thêm một người bạn rồi chúng ta chia tay nhau ra về, được chưa? Rồi, mời Trương trước đi. Trương ơi, tuy là bây giờ anh có hơi vất vả nhưng mà tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em hãy chọn anh đi. Em hãy chọn anh ta. Em hãy chọn anh ta. Hãy chọn anh ta. Em hãy chọn anh nha. Em hãy chọn anh nha. Trời ơi, ông thuyết phục xong rồi. Em hãy chọn anh nha. Đi đây, tôi qua đưa giùm cho. Tôi làm tiền tin cho. Rồi nó lại nè, nó lại nè. Bây giờ anh có hơi vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em chọn anh nha. Em chọn anh nha. Em chọn anh nha, chứ không phải là em chọn, em hãy chọn anh ta. Đây, ảnh gửi cho em. Coi cái gì vậy? Nhà rồi. Hiểu gì chưa? Hiểu gì không? Sau khi hẹn hò thì anh chưa muốn là sẽ đi đến một cái kết là hôn nhân. Đúng rồi, thiệp cưới đã có sẵn, tên chú rể đã có sẵn rồi. Chỉ cần em điền tên cô dâu vô thôi, được chưa? Người này là nghiêm túc nha. Rồi, mời Tuấn. Hôm nay đến đây chúng ta gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì anh cũng mong rằng em sẽ, chúng ta sẽ trao nhau cơ hội để đến với nhau, để được yêu thương. Và em sẽ cho anh cơ hội để được chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Thì em hãy chọn anh. Em hãy chọn anh. Bây giờ phần còn lại ở em đó. Hôm nay thì hình như là em có người thân đi theo mình phải không? Dạ đúng rồi. Em có muốn nghe ý kiến của người thân mình không? Dạ có. Đâu rồi, người thân của bạn nữ đâu rồi? Rồi bây giờ chị chưa hỏi, cô này chưa đưa quyết định. Em là gì của Lan My? Dạ, em tên là Thanh Tuyền, em là bạn thân với Lan My được 10 năm rồi. 10 năm rồi, dạ. Là hiểu, cũng hiểu phần nào bằng cái gu bạn gái của mình đúng không? Dạ, theo như nãy giờ em nhận xét thì đối với anh Dương thì đối với khoảng cách địa lý, về tất cả mọi thứ thì có vẻ là hơi ok. Nhưng mà nói chung mà về ngoại quan và cảm xúc thì em thấy nó chưa phù hợp với bạn em lắm. Mặc dù là khoảng cách địa lý thì nó gần, có thể là nó nhích cự ly về tốc độ. Cái đó nó quan trọng thật, nhưng mà về phần chững chạc trưởng thành thì em thấy anh Tuấn ok hơn. Tại vì anh Tuấn năm nay 28 tuổi, với lại là anh Tuấn là đã đến độ tuổi lập gia đình.
Với một phần là tuổi 28 với 24 nó cũng rất là hợp. Ủa bên đây người ta cũng lập gia đình, người ta chuẩn bị tiệc cưới luôn rồi nè. Thôi ông chưa chắc bên kia mà cưới lẹ bằng bên đây à nha. Này chỉ điền tên vô là được à. Với là một cũng một phần là có hai yếu tố như thế này. Ở chỗ anh Tuấn á thì anh 28 tuổi nhưng mà anh chưa có mối tình nào hết. Thế còn Tuấn ơi, tình trường mình sao Tuấn? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. 28 tuổi mà chưa mối tình nào? Dạ tại vì là em lo cho công việc nó ổn định trước rồi em mới tính chuyện lập gia đình chị. Có thể là anh chưa có kinh nghiệm, chưa có chiều sâu hay như thế nào đó. Mình cũng cái đó cũng là một cái vấn đề gút mắt. Ví dụ như anh chưa có kinh nghiệm thì cũng hơi khó. Khó là sao, em xúi bạn em chọn ảnh. Dạ nếu như mà ảnh chân thành rồi bạn em có cảm xúc thì mình vẫn nên chọn. Dạ mình, nói chung là nếu mà đánh còn trong trắng trên nguyên cho nó vui á, mình khám phá ha. Dạ với là một phần là anh Tuấn phải chấp nhận và chịu khó được cái việc yêu xa. Ví dụ như một tuần đi, một tuần cuối tuần có thể xuống thăm bạn em một hai lần thì tối cũng được. Tuần hai lần sao đi nổi. Một tuần một lần cũng được. Là em vẫn tư vấn là nên chọn anh Tuấn. Dạ nhưng mà với điều kiện anh Tuấn phải chân thành và chịu khó đi xa. Trời, cái chuyện chân thành có đi xa là cái này khó nói lắm à. Dạ rồi cái chuyện về đạo giáo thì sao, em thấy như thế nào, có vấn đề gì không? Dạ em thấy cái vấn đề đó thì chỗ bạn em thì chắc nếu mà bạn em đồng ý thì bạn em sẽ chấp nhận việc đó. Ok rồi, chị cảm ơn em, một ý kiến rất là thẳng thắn và chân thành. Và bây giờ là đã đến cái thời khắc quyết định rồi, thì em hãy đưa ra quyết định của mình đi, tiếp tục nói chuyện trò chuyện với anh nào. Sau khi xét cho vì nhiều yếu tố thì em quyết định sẽ tiếp tục và trò chuyện với anh. Cứ theo trái tim mình mách bảo, không có gì phải chần chờ ngại ngùng gì hết. Bây giờ anh có hơi vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em chào anh nha. Hôm nay đến đây chúng ta gặp nhau ở đây là một cái duyên, thì anh cũng mong rằng em sẽ cho anh cơ hội để được chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Dạ anh tiếp tục trò chuyện với. Anh chưa. Tiếp tục trò chuyện với anh Trương. Thấy chưa quý vị? Trái tim nó khó lắm quý vị ơi. Đó, bạn bè tư vấn thiệt tình vậy luôn mà cô ấy vẫn chọn anh Trương. Rồi, bây giờ thì Tường xin mời hai chàng trai mở cửa bước sang đây ạ. Đó, anh Trương, đây là anh Trương và đây là anh Tuấn. Như vậy thì bây giờ hai bạn có thể là tạm biệt nhau rồi. Hai bạn hãy trò chuyện với nhau vài câu rồi chúc nhau vài câu rồi mình chia tay đi. Có thể chắc do mình chưa có duyên thôi. Nhưng mà em cũng mong sau này, không cần sau này nhưng mà gần nhất thì anh cũng sẽ tìm được người phù hợp và ở bên anh. Cảm ơn em, dù dạ. Sao thì đây cũng là cái duyên. Thì chúng ta nên gặp nhau ở đây thì có thể coi nhau là bạn. Dạ rồi, cảm ơn anh đã đến. Rồi không sao cả, chị Tường cũng thứ nhất là hôm nay đến với chương trình thì cũng mình cũng rất là chân thành, chị rất là ghi nhận. Nhưng mà mình chưa có cái duyên để mình có một cái tình yêu ra về. Nhưng mà chị cũng sẽ chúc cho em luôn luôn sẽ nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chắc chắn một ngày không xa tình yêu đích thực sẽ đến với mình nha. Quý vị ơi, mình tham gia chương trình mà nếu như mà mình chưa có được may mắn trong cái tình duyên thì mình cũng đừng buồn. Bởi vì chương trình sẽ dành tặng cho bạn là một phần quà. Đó chính là một gói premium của Speak Couple, ứng dụng hẹn hò và dự lửa tình yêu rất là hay. Bạn cũng sẽ được tư vấn bởi được ông Mai bà mối rất là duyên dáng trong cái ứng dụng này luôn. Vậy nha, cơ hội sẽ đến với bạn. Rồi, cảm ơn Cưng rất là nhiều. Thì bây giờ hai bạn có thể trò chuyện với nhau một chút xíu để mình hiểu nhau được nhiều hơn về quan điểm tình yêu nè. Hay là có những cái gì đó về cái cuộc sống sau này, nếu lấy nhau thì sao, kế hoạch kết hôn. Anh có thường hay làm việc nhà hoặc là chăm sóc nhà cửa? Cũng có em. Tại vì nhà anh thì 4 người, hôm nào mà ai về sớm trước thì người đó làm, anh về sớm trước thì anh làm. Ý nghĩa của việc anh đưa cái tiệc cưới cho em là cái ý nghĩa của nó là hôm nay anh đến chương trình này là thành công hay thất bại không quan trọng, quan trọng là tìm được cho tên cô dâu để viết lên tiệc hiệp cưới. Cái thành công thất bại không quan trọng, thất bại lấy gì đâu có tên cô dâu. Nhưng mà thí dụ bao giờ thì mới ra mắt bố mẹ hai bên, thí dụ vậy, rồi cưới thì còn chuẩn bị gì để cưới chưa? Rồi phải cưới là cưới. Chuẩn bị rồi chị. Có thể thì trong năm nay cưới không được. Các bạn ekip ơi, biên tập ơi, có ai có cái viết cho chị Tường mượn đi.
Đó, em đưa cái thiệp cho ảnh đi, rồi em nói anh ơi ghi tên em vào đi, rồi đọc tên lên cho ta ghi nè. Tôi chứng kiến nè, cho thỏa ước nguyện, hôm nay tới chương trình miễn sao có tên cô dâu là được. Còn ngày tính sao phải không? Dạ, ngày tính tên sao? Cô dâu chú rể nè nha, Võ Thị Lan My. Chú rể bên đây là Cổ Thành Trương. Trân trọng báo tin lễ thành hôn. Trời, có tên ba mẹ cô dâu chú, ba mẹ chú rể luôn rồi nha quý vị. Rất là đàng hoàng nha. Cô dâu đây rồi, còn ngày tháng rồi để kia. Tôi cũng hy vọng một ngày không xa, trong năm nay hay em, hay năm sau, trong năm nay tôi cũng sẽ nhận được một cái thiệp cưới như thế này. À rồi, đây em giữ đi em, trân trọng giữ lại nha. Và bây giờ thì một cái khoảnh khắc quyết định nữa. Rồi, mời hai bạn nhắm mắt lại. Và đây là thời khắc rất là quan trọng. Chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để quyết định, đưa ra một cái quyết định mà đúng trái tim của mình mách bảo. Không cần phải vì bất cứ một cái lý do gì khác. Nếu cảm thấy đây là cái cơ hội thì hãy cho mình cơ hội. Bởi vì mình đến chương trình là mình đã cũng muốn có cơ hội rồi. Nhưng nếu thật sự mà thấy không phù hợp thì cũng có quyền từ chối nha. Quyền quyết định là của các bạn. Một. Hôm nay anh đến chương trình này là thành công hay thất bại không quan trọng. Quan trọng là tìm cho tên cô dâu để quyết định tình cảm cưới. Hai. Anh Dương thì đối với khoảng cách địa lý về tất cả mọi thứ thì có vẻ là hơi ok. Nhưng mà nói chung là về ngoại quan và cảm xúc thì em thấy nó chưa phù hợp với bạn em lắm. Ba. Quyết định. Hết thời gian. Nãy cô chọn người ta mà sao giờ cô lại không bấm? Hồi nãy lúc chọn là tại vì giữa hai người phải chọn ra một anh, nhưng mà tại vì em có thiện cảm với anh này hơn so với người trước. Nhưng để gắn bó lâu dài thì em cũng có một chút suy nghĩ hơn, nên là chưa thể gắn bó lâu dài với bạn này gì các mặt khác. Thôi ok, cảm ơn hai em, mời hai em đứng lên. Đây là em tự quyết định thì thôi chị không chia sẻ, nhưng mà riêng Trương thì cũng đừng buồn nha.